mình sám hối rồi mình cầu xin cha mẹ, bởi vì cái màn đây là cha mẹ luôn luôn ở bên mình nè, đỡ độ cho mình nè, dạ luôn luôn đỡ về đỡ độ cho mình đó, nên bà con nhớ nhớ luôn luôn tới ngày nào cũng tới bàn của Hiền Thất Tổ để cầu xin và sám hối để mà cha mẹ ông bà đồ bảo vệ cho mình. Và tiếp nữa là bà con nhớ có một bàn thiên ở trước sân nhà, ở trước nhà, vì bàn thiên là cha trời mẹ đất, cha trời mẹ đất là luôn luôn là lúc nào mình sống là nhờ không khí của cha nè, rồi những cái trồng trọt đồ là nhờ đất của mẹ nè đó, mình sống là nhờ cha với mẹ là mình phải biết mang ơn, nên luôn luôn mình tôn kính và mình luôn luôn mình nhớ ơn cha mẹ, nên cả nhà phải có một bàn thiên đỡ sáng tối mình luôn luôn mình thắp nhang mình cầu xin ơn cha mẹ đỡ bảo vệ che chở cho mình và che chở cả thế giới và xóm làng, dạ đó. Rồi nếu mà sau này có khí độc hoặc là có những cái sự cố gì xảy ra, những tai nạn gì xảy ra thì mình vẫn cầu cứu, mình cầu xin cha mẹ đã che chở cho mình để bị cái khí độc, đỡ bị nhiễm nước độc đó, nên em cũng khuyên bà con nên có một bàn thiên ở trước nhà. Dạ rồi còn tới khi bàn Phật, bàn Phật, bàn Bồ Tát đó, luôn luôn lúc nào mình cũng cầu xin Phật Bồ Tát che chở cho mình và mình cũng luôn sám hối, rồi gặp sự cố mà cái gì nước lửa thì mình luôn xin Phật và xin Bồ Tát thì có Phật Bồ Tát ứng ra để cứu mình. Nói chung bây giờ cái thời buổi bây giờ là mình chỉ nương nhờ vào cha trời mẹ đất và Phật Bồ Tát và ông bà của Hiền Thất Tổ che chở cho mình là mình mới vượt qua thôi. Rồi cái chính là mình tu tập nữa nha cả nhà, cái chính là mình tu tập, mình ăn hiền ở lành rồi mình tạo phước đức rồi cho nhiều vô, mình không được làm một cái gì bất thiện, chẳng hạn như lời nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, thân cũng bất thiện thì mình nên né ra, mình đừng có cho nó dính vô thì mình sẽ mang cái nghiệp màn này mà mình phải tạo phước cho nhiều vô. Dạ mình cứ thương yêu, mình thương yêu ai được mình cứ thương yêu hết lòng, rồi mình giúp đỡ ai được mình cứ giúp đỡ hết lòng. Màn này là cũng như màn sàng lọc, cũng như là bảy mà còn ba, rồi em cho là bảy còn ba đi ha, chứ còn một thì ít quá. Thôi bảy còn ba đây. Dạ nên cả nhà ráng cố gắng sao mình nằm ở trong cái số ba đó cả nhà ha. Dạ em ơi như là Phật. Dạ thì ở đây Úc Thành có chiên trị và xương khớp, cũng như thằng kinh tọa gây cục sống, thối quá cục sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị, những cái khớp gối quý vị đó, hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó, thì ở đây Úc Thành có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị, dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước. Nếu giữ nước hoàn tiền lại, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua ha quý vị. Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị trước 10 ngày. Quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc đó, mà biết giữ nước hay không giữ nước quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là một tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. Khi mà mình mua vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo, combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhổ mũi nè, thuốc nhổ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi, cái này là Quốc Thành xài đó, xài là còn lại nhiêu quý vị đó, và một hũ ngứa nữa đó. Cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó thì Quốc Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. Một bịch đau bao tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó thì ở đây thì Quốc Thành có là thuốc của Tỷ Cơ nha quý vị. Thuốc Tỷ Cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Quốc Thành có đó, đây đó quý vị. Hình như nghe nói Quốc Thành nghe nói là bên Quốc Đạo trong này cũng cạn về thuốc của Tỷ Cơ quý vị đó, ở đây Quốc Thành có nè quý vị đó, ai cần thì cứ gọi đây Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà nha.
đơn á, mà trên 400 ngàn từ Quốc Thành thì sẽ free ship cho quý vị. Ship là 30 ngàn thì sẽ free ship. Đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có free ship nha quý vị. Thì quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Quốc Thành là 0333304424. Dạ, Quốc Thành xin nhắc lại một lần nữa, 0333304424. Đó là số điện thoại của Quốc Thành. Cứ gọi điện, Quốc Thành sẽ tư vấn. Sự thật ra là trong giảng thầy hả, là trong các cái vị thánh nhân đều nói về năm thìn này hết. Mà đầu năm thìn thì cái đầu rồng của ở Tây Ninh đó thì nó đã cháy rồi. Còn các tỉnh thành khác thì tự động cái đầu rồng nó rớt xuống, nó hư, nó làm điềm rất là không tốt. Đó, thì còn ở trong các thánh nhân có cho biết là long dĩ xà đầu khổ chiến tranh, can qua chiếu xứ khổ đau binh, mã đề dương cước anh hùng tặng, thăng dậu niên lai kiến thái bình. Là cũng nói về năm thìn và năm đầu năm thìn và cuối năm thìn và đầu năm tỵ. Còn ở chỗ Đức Thầy thì nói là mẹo đã hết, gồng bay dơ dặn, thế giới chiến tranh nổ khắp bùng, cũng là năm thìn. Đó. Rồi có chỗ thì nói là con gồng mới nửa ngút nanh, mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng, bây giờ nếu mà không có chiến tranh, ví dụ đi, thì bây giờ con gồng mới nửa ngút nanh, thì nửa ngút nanh là tức là nửa năm, nửa năm gồng thì thấy mới có đầu tháng 3 thôi mà cháy tùm lum hết trơn, cháy cái núi mà cháy hết cái núi luôn thì ghê. Mà chưa kể ở ngoài vùng ngoài thành phố này kia, mà ngộ lắm chị, sao mà cỡ này em thấy là những cái tai nạn, những cái quả quạng này kia là xuất hiện ở trong cái chỗ đông người không mà chị? Chị có thể mà lý giải cái phần đó không chị? Thì cái chỗ đông người là những cái chốn xa hoa ăn chơi, là những cái tạo nghiệp nhiều. À, như Hinh thấy không, chẳng hạn như thành phố toàn là quán nhậu không, quán karaoke, quán bát, quán nhảy, rồi nói chung là những cái chỗ tệ nạn không. Còn nhà quê là cỡ 8 giờ là đóng cửa ngủ hết rồi, đâu có tụ tập gì nhiều đâu. Lưa thưa đâu có nhiều quán đâu. Còn dồn vô những cái chỗ thành phố là toàn là ăn chơi không, tụ tập không. Chỗ nào mà tạo nghiệp nhiều thì chỗ đó cái khí nó nhiều, cái khí trượt nó nhiều. Dạ, nên nói chung là màn đây là màn sàng lọc rồi. Chỗ nào mà tạo nghiệp nhiều thì lọc trước. Dạ, chỗ nào tạo ít thì lọc sau. Còn chỗ nào mà có tu tập thì thoát được. Dạ, nên đáng tu tập đi bà con, màn này là đáng tu tập đi. Ăn hiền ở lành là đáng tạo phước cho nhiều vô. Rồi thương yêu chẳng hạn như nắng nóng này nè, rồi mình đừng có sân si, những cái lời nói của mình luôn yêu thương ngọt ngào chồng con. Chứ mình sân si lên thì nhiều lúc á mình vô tình để cho chồng sân lại mình, hoặc là con sân nó hỗn hào lại mình, vô tình mình cũng tạo cho con nó tạo nghiệp, rồi mình cũng vô tình mình tạo cho chồng tạo khẩu nghiệp. Nên cái chị em phụ nữ mình là cái chính luôn nhỏ nhẹ, yêu thương ngọt ngào, luôn nhẫn nhịn, là gia đình mình sẽ được ấm êm hạnh phúc. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Thường thường đó là em thấy là cái không có năm nào như năm nay chứ. Mấy năm trước đó thấy nó cũng có nạn này kia, có bão lửa, có này kia, mặt trời đỏ này kia cũng có, nhưng mà nó thỉnh thoảng thôi. Còn năm nay hầu như là bắt đầu kêu bằng là gọi là bắt đầu cơ sàng lọc rồi đó, nó mở rồi đó. Em thấy rõ ràng luôn. Bây giờ cái chỗ của em á, dân mà nó khổ đến nỗi mà hầu như là gạo không có ăn luôn đó chị. Khổ cái gì mà cực kỳ luôn. Chị biết không, ở ngoài Bình Dương, ngoài thành phố ngoài mà lễ lọc này nè, đi về phải không, là đi về nhà tưởng đâu nghỉ ngơi, không đâu, đi về nhà là hai vợ chồng với đứa con là xách cái thùng kẹo kéo đi ra quán ca thằng để bán kẹo kéo. Nó tội xong mà đứt ruột kia ta. Dạ thương lắm anh ơi. Thì đứt ruột đứt gan nên cầm lòng không nào. Em mà thấy mấy cảnh đó em đau lòng lắm. Nên những cái tháng trước đó là em biết là có nạn đói xảy ra, em khuyên bà con ráng cần kiệm, không nên xài phung phí,
không có nên đụng đâu chi tiêu mua đó, cứ ráng để dành chắt chiu, để tiết kiệm, để phòng ngừa. Và cái chính là mua lương thực về để dành ở trong nhà, giống như là mỗi ngày mình rút rỉa một ít để mình đem về kiếm tha lâu ngày cũng đầy tổ, để dành sẵn trong nhà để sau này nạn đói có để mà dùng. Là 2 tháng trước em đã có khuyên nhắc nhở bà con như vậy rồi. Dạ em biết là nạn đói sẽ xảy ra, nên em nhớ cái video đó là em có nhắc nhở bà con như vậy đó. Cứ mỗi ngày mình coi thử mình cần mua gì, mình cứ mua một ít ngàn ký, 2 ký gì đó, mình cứ vào vô chai mình để sẵn đó, để sau này là mình có để mình dùng cho gia đình mình khỏi có bị đói, nạn đói với nạn khác. Nước cũng vậy, em cũng dặn bà con có chai rồi có thông vô để dành sẵn hết đi, thủ đi, chứ hôm sau này không có nước sạch để mình dùng. Rồi bây giờ cái tình trạng nó đã xảy ra rồi. Bữa chị nói với em còn nhớ nữa. Chị nói là bà con giữ để dự trữ nước sạch đi. Mà em nghĩ ủa sao mà một sông nước luôn mà chị nói nước sạch vậy ta? Chị nói rồi nó sẽ nhiễm mặn, rồi nó sẽ khô cạn mà em có đâu tin đâu. Em nói sao chị nói mà trong khi em sống ở đây một một sông nước luôn. Nhưng mà đâu phải chỗ em đâu. Cả nước mình nó bị tùm lum hết trơn chứ đâu phải là chỗ mình. Chỗ mình có phước thì nó có nước đó chị. Còn chỗ khác ta đâu có phước, ta đâu có nước đâu. Rồi bị nhiễm mặn nữa, khô cằn nữa, rồi cái giếng đào lên không có nước nữa chị. Khổ quá. Thì anh khổ lắm, mẫu ngày nó mẫu có càng ngày càng khổ nhanh hơn, chứ không có phải là đi dừng nữa nha, càng ngày là càng khổ tới luôn đó. Nên bà con nhớ gom ghém đồ tiết kiệm tối đa ráng. Còn những ai mà có bà con ai mà có điều kiện giàu có, nên mở hầu bao mà cứu giúp cho những chư vị nghèo khổ, để mình kiếm cao giáp phước đức, để mình vượt qua cái cơn sàng lọc này. Nam mô Di Đà Phật. Có cái phần này là cũng hay lắm. Bữa đó đó có cái cô đó cô hỏi em vậy nè, cô hỏi chứ bác cậu ơi, chị nghe em nói về cái cơ mà miên cực hoài như vậy rồi, như là khi mà mình có gặp cái đại nạn mà miên nó gượt như vậy đó, rồi mình chạy về hướng nào, mình núp ở đâu, thì theo như chị thì trả lời giùm cho em cái câu hỏi đó giùm với chị. Nếu mà miên nó rượt thì nó lấy xe tăng nó rượt, mà nó rượt thì nó rượt kinh đêm đó. Mà bây giờ nếu mình biết trước như vậy, nếu bà con có điều kiện thì mình nên mình di dời sớm đi. Còn hai là nếu mình có gặp sự cố là cũng do cũng cái nghiệp của mình đó, mình chạy quả bây giờ không biết làm sao hết. Nhưng mà bà con cứ luôn luôn niệm Phật, luôn luôn niệm Phật vô, lỡ mình có trả quả đi nữa mình cũng theo Phật để cho mình an lạc, cũng đừng có sân si, không có nên sân si, bởi vì tới khi mà mình sân si thì nó sẽ không có tốt. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Quốc Thành xin kính chào quý vị thân mến. Dạ thì Quốc Thành xin chào quý vị một ngày thật an lành. Kính thưa quý vị, thì mấy ngày hôm nay đó thì Quốc Thành cũng có hồi hướng để cho những cái phần giống như là những cái phần dầu, những cái máy niệm Phật, những mây phát giảng. Thì những hôm vừa rồi đó quý vị thì cháy hàng quý vị ơi. Mua bao nhiêu cái máy niệm Phật về cũng cháy hàng hết. 20 cái, 30 cái, 50 cái đều cháy hàng hết cho quý vị. Mê cũng vậy luôn quý vị, mê phát giảng thì Quốc Thành cũng có mua về rồi lưu vô trong trong đó là 600 bài để cho bà con nghe, giống như là từ quyển 1 tới quyển 6 rồi sư giải bán phai rồi tứ thánh rồi ông ba thớ rồi cũng như là vân vân nhiều thứ trong đó lắm quý vị, kho tàng pháp bảo trong đó quý vị. Cái đó quý vị về cứ để vô trong đâu cũng được. Đây là cái máy niệm Phật ha. Thì ở đây á, máy niệm Phật này đó thì dành tặng cho những bà con đã mua thuốc của Quốc Thành và sắp mua thuốc cũng như là chi ăn cho bà con đó quý vị. Đây là cái máy niệm Phật nha quý vị. Máy niệm Phật này là gồm có 6 bài ha. Chú Đại Bi nè, Nam Mô Di Đà Phật nè, Nam Mô Di Đà Phật, nhiều động dọc, rồi Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, kinh Tâm Từ quý vị, đầy đủ trong đây ha. Đây giờ này là không có pin ha quý vị, nhà quý vị mua pin dùm cho Bác Hành nha. Đó.
đó là cái những sản phẩm mà ở đây Quốc Thành có chi ăn thêm quý vị. Máy niệm Phật hoặc là mê phát giảng là không tính tiền nha quý vị. Không tính tiền là tại sao không tính tiền? Là nếu ai đã mua thuốc của Quốc Thành rồi thì Quốc Thành sẽ cho một cái máy niệm Phật hoặc là một cái mê phát giảng để cho bà con nghe ha quý vị, cũng như là giáo viên như quý vị thôi. Thật sự ra đó thì dầu này đó rất hay quý vị. Dầu này đó là dầu diêm son ha. Dầu này là dầu diêm son, vừa trị diêm son vừa ngừa Covid được luôn. Đó, mình diêm son như thế nào? Cái này là sức ngoài nha quý vị. Đó. Này đã được nâng cấp lên một cái tầm cao khác nha quý vị. Dầu bình thường là không có được đâu. Mình xức vô cái này thơm thơm là mùi sữa, mùi xả đó quý vị. Xả sa vi đó quý vị. Đó. Rất là thơm luôn quý vị. Đó. Thì cũng như quý vị đã biết đó, thì ở đây Ốc Thành có chiên trị về xương khớp, cũng như thằng kinh tọ, gai cột sống, thối quá cột sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị, những cái khớp gối quý vị đó, hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó, thì ở đây đó Quốc Thành có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị, dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước. Nếu giữ nước hoàn tiền lại, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua ha quý vị. Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị trước 10 ngày. Quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc đó, mà biết giữ nước hay không giữ nước quý vị, quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là một tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. Khi mà mình mua như vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhổ mũi nè, thuốc nhổ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi. Cái này là Quốc Thành xài đó, xài là còn lợi nhiêu quý vị nó, và một hũ ngứa nữa nó, cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó thì Quốc Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. Một bịch đau bao tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó thì ở đây thì Quốc Thành có là thuốc của Tỷ Cơ nha quý vị. Thuốc Tỷ Cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Quốc Thành có. Đây đó quý vị. Hình như nghe nói Quốc Thành nghe nói là bên Quốc Tạo dạo này cũng cạn về thuốc của Tỷ Cơ quý vị. Nó Quốc Thành có nè quý vị đó. Ai cần thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị nó tận nhà nha. Đơn á, mà trên 400 ngàn từ Quốc Thành thì sẽ phi ship cho quý vị. Ship là 30 ngàn thì sẽ phi ship. Đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có phi ship nha quý vị. Quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Quốc Thành là 0333304424. Dạ, Quốc Thành xin nhắc lại một lần nữa, 0333304424, đó là số điện thoại của Quốc Thành. Cứ gọi điện, Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị 24/24 đó nha quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, thì các phần thuốc của ở nhà Quốc Thành và Quốc Tạo thì luôn luôn là đã được kiểm duyệt và luôn luôn đã có người sử dụng rồi thì Quốc Thành mới đem lên nhóm đi bán quý vị. Mọi phần thuốc đều là chất lượng. Nếu quý vị không tin thì quý vị hãy mua về một phần giống như dầu thôi, chỉ cần 30 ngàn dầu thôi quý vị sức, rồi quý vị sẽ biết được là nó công dụng như thế nào. Thì cũng như là bên cái phần máu nhiễm mỡ đây quý vị, là đông dược diệt ở đây Quốc Thành đó là dì mừ Quốc Thành đã uống được 2-3 hộp rồi và đã có kết quả tốt thì Quốc Thành mới đem ra giúp đỡ cho bà con là thuốc này. Là máu nhiễm mỡ là quý vị đó thường thường đó quý vị đã mập lên. Mập này là không phải là mập về giữ nước nha quý vị. Mập lên là do ăn uống, do mình khỏe khoắn mình mập lên. Rồi mỡ của mình đó, nó mới đông vào những cái mạch máu thì mạch máu không chạy đều, nên là nó sẽ nguy ra, nó sẽ là tác dụng là có là đột quỵ đó quý vị. Đây là máu nhiễm mỡ này là sẽ là giảm cho quý vị là không có còn là đông những mạch máu nữa, máu sẽ lưu thông lại. Nó bây giờ đó nhiều căn bệnh mà gọi là đột quỵ đó rất là nhiều luôn. Hôm trước Quốc Thành có đi xuống dưới bệnh viện là Cần Thơ SIS đó quý vị, là ở dưới người ta là bệnh viện gọi là những cái người mà đột quỵ đó là thường thường là những người mập thôi. Máu nhiễm mỡ này kia rồi đó quý vị là thường đột quỵ lắm quý vị. Đây là cũng như là ngừa đột quỵ và ngừa máu nhiễm mỡ quý vị. Nếu bà con cần thì bà con cứ gọi cho Quốc Thành ha, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà. Đây
Còn ai Quốc Thành sẽ nhắc lại nha, ai cần máy niệm Phật thì Quốc Thành sẽ gỡ máy niệm Phật luôn nha quý vị. Đó, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. À, thì quý vị cũng đã biết đó, thì ở đây Quốc Thành có dầu dừa và mật ong. Mật ong này đó thì có in tem của gia đình Quốc Thành lên đây luôn là Quy Ti. À, thì mật ong này Quốc Thành được một số bà con, thì cũng như quý vị biết thì Quốc Thành ở đây là gần biên giới. Ở đây là gần biên giới Campuchia quý vị. Mật ong này lấy từ gừng của năm bên ở trên đó về đó quý vị. Ở trên chợ về là có một số anh em Campuchia đem về đây chia cho nhà của Quốc Thành. Thì mật ong này là chia cho bà con là xin nói giá ra luôn là 1 lít 1 triệu mật ong gừng nguyên chất. À, nếu không phải gừng trả lại hoàn tiền liền. Hiểu quý vị ha. Đây. Thử thì Quốc Thành thử thì nhiều cách thử lắm rồi. Giống như là để hành vô nè. Rồi mình để vô nước coi nó có bị tan ra không, hoặc là mình để tủ lạnh coi nó như thế nào. Nhiều cách để thử lắm quý vị. Cứ vậy cứ thử mua xong rồi về. 1 lít 1 triệu nha. Cái này là chỉ có nửa lít thôi nha quý vị. Một chai có nửa lít thôi. 1 lít là 1 triệu ha quý vị ha. À, thì thứ hai nữa đó, tiếp theo của chung với mật ong thì ở đây là dầu dừa. Dầu dừa này xuất xứ từ Bến Tre. Chắc chắn từ Bến Tre luôn quý vị. À, Bến, tại sao Thành nói chắc chắn từ Bến Tre? Tại vì Quốc Thành có đi giao du với nhiều bà con cô bác đó, thì bà con cô bác thấy Quốc Thành cũng làm những cái việc từ thiện này kia, thì bà con cũng giới thiệu Quốc Thành là về cái phần dầu dừa này người ta tự nấu ra rồi người ta đưa cho mình. À, nói chung là chi vốn cho mình cũng chi vốn lại cho bà con luôn á quý vị. À, dầu dừa này là mình xức được nhiều cái lắm nha, giống như là mình dưỡng tóc nè, rồi mình xức cho cái da của mình nó đừng có bị đồi mồi nào quý vị, đừng có bị tàn nhang nè, nhiều cách sử dụng lắm quý vị. Cũng như là mình bị chỉ thì mình xức dầu dừa này vô trong cái chỗ bị chỉ luôn quý vị, nó mình thoa đều vô. Dầu dừa này, tác dụng của dầu dừa này thì các ông bà xưa người ta đó thì hay hơn, ta biết sẽ biết nhiều hơn dầu dừa này nguyên chất nha quý vị, không pha một chút nào hết. Ở đây là Quốc Thành không pha nha, tới dầu sức này nè quý vị, dầu sức này đó, nếu bà con cô bác nào biết đó ha, thì mình sẽ nói là dầu sức này đó là 3.000 thôi mới đúng chứ không phải là 4.000. Nhưng quý vị cứ suy nghĩ kỹ lại nha, dầu sức này ở đây Quốc Thành không có pha cồn, chắc chắn 100% không pha cồn, chỉ là đổ vô một ít thôi, một xíu cồn để cho nó tan cái lượng băng phiến đó thôi quý vị, chứ không có gì hết, không có để cồn bao nhiêu hết quý vị, thật sự là vậy. Nguyên chất cho bà con hết, để cho bà con hết bệnh, để cho bà con được hiệu quả nhất có thể khi mà dùng dầu này và những cái sản phẩm khác. Đây quý vị. Ở đây Quốc Thành đạo Phật giáo hảo không dám làm tầm bậy tầm bạ đâu quý vị, thật sự luôn, rất là có lỗi với thầy nha quý vị. À. À, dạ kính thưa quý vị. À, cái tiếp đây đó là một cái sản phẩm mà bà con cô bác đang rất là ưa chuộng luôn quý vị, đó là tê bì chi. Thật sự đây đó, thuốc tê bì chi này đó nó có công dụng là trị tê rất là hay. Thường thường đó các cô chú mà trên 40 đó, gần 50 đó, thường thường sẽ có một cái hiện tượng đó là tê những đầu ngón tay. Bà con chắc sáng thức dậy là tê những đầu ngón tay này quý vị. Quý vị bóp xong rồi nó gắn còn tê luôn, cả chừng tiếng cả tiếng sau là tê. Nhưng mà thuốc này đó thì Quốc Thành sẽ đảm bảo cho quý vị là uống xong sẽ không tê những cái đầu ngón tay nữa, và những cái gọi là tê giò tê tay này kia đó không có tê nữa. Tại sao mà lại Quốc Thành lại đảm bảo như vậy? Tại thuốc này khi mà quý vị tê đó, giờ Quốc Thành sẽ nói về cái cơ thể của quý vị trước nha, rồi Quốc Thành sẽ nói về cái thuốc này công dụng thế nào. Cái cơ thể của quý vị đó, nếu mà quý vị mà bị tê những cái đầu ngón tay hoặc là tê giò này kia đó là do quý vị bị nghẹt mạch máu, gọi là tắc nghẽn mạch máu đó quý vị. Quý vị mới bị tê như vậy. À, thuốc này nó sẽ là giúp cho quý vị là từng quàng máu của quý vị sẽ chạy đều ra hết cơ thể, chứ không phải là mình bị đứng lại đó ha. Này là thuốc là vừa ngừa mà vừa trị cho quý vị, đó là tê bì chi, thuốc của Việt Nam và Nhật Bản sản xuất cùng nhau. À, hợp tác đó quý vị. Một hộp này đó thì đi chung với combo là 350.000. Thuốc này với thuốc cặp xương khớp thì quý vị đã quen thuộc quá rồi quý vị. À, thuốc này quý vị bà con mua rất là nhiều luôn, từng quàng máu quý vị không đều, hoặc là quý vị bị hay bị gọi là stress đó quý vị, stress đó, quý vị dùng thuốc này. À, dạ kính thưa quý vị, thì ở đây đó thì Quốc Thành có thuốc ngứa bôi quý vị. À, thuốc ngứa bôi Quốc Thành đó là đây, thuốc ngứa bôi Quốc Thành nè quý vị. Thuốc bôi Quốc Thành đó là trị ngoài da, là những cái giống như là bị vết thương nè, rồi bị mũi cắn này kia đó thì mình trị. Còn ở đây đó Quốc Thành có một cái loại sản phẩm là dưỡng bì đan chuyên trị về ngứa ha, bị giống như là sơ gan nè, viêm gan nè, rồi
bị giống như là mẩn ngứa, nổi mề đay, vàng da đều trị được hết nha quý vị. Đây là chị thuốc về là thuốc ngứa máu, mình uống vào nó, mình uống vào thì xem và quý vị sẽ biết được là cái thuốc này uống như thế nào liền. Còn cái công dụng thì Quốc Thành sẽ nói ra một cái sơ lược về công dụng của nó cho quý vị nghe. Thường thường quý vị đó, ví dụ như quý vị sức ngứa đi, ngứa này về lát đồng tiền hay là bị lát thường đó thì rất là hay. Còn ví dụ như về vàng da rồi bị nổi bị đai này kia đó mà bị nhiều nặng quá thì thuốc này nó sẽ trị nhưng mà trị rất là nhẹ. Còn còn cái này đó quý vị, cái này đó mình trị rất là hay về cái chuyện mà vàng da hoặc là nổi mề đay luôn quý vị. Thường thường bà con hay nổi mề đay rồi bị sâu suông, thuốc này uống là không có bị ngứa xung quanh cơ thể mình luôn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, thì bây giờ đó thì bà con đang có những cái căn bệnh cũng như là ngứa, ho hoặc là viêm son hoặc là bị máu nhiễm mỡ cũng như là bị tê, bị nhức thì cũng bị đường thì cũng là một cái trường hợp rất là nặng luôn quý vị. Có nhiều cái đó là ai bây giờ hầu như là những cái người mà từ 35 trở lên thì thường thường là những xuất hiện những cái trường hợp là bị teo, teo cơ hoặc là những cái trường hợp là bị đái ra thì kiến nó sẽ bu, đó gọi là bị tiểu đường đó quý vị. Thì thuốc này đó thì ở đây Quốc Thành sẽ ngăn ngừa đường lên cho quý vị. Đây là sẽ là ổn lại cái gọi là cái lượng đường cho quý vị. Quý vị đang đặt câu hỏi, thuốc Tây nó cũng là ngừa, gọi là ngừa đường, tăng tăng đường, không có tăng đường lên, hạ đường xuống, bình đường cho mình. Tại sao lại cái thuốc này nữa chi? Kính thưa quý vị, thì thuốc Tây đó, quý vị uống đó một thời gian, thì quý vị sẽ bị là thặng và giữ nước, cũng như là bị mục xương. Còn đây, ở đây Quốc Thành sẽ bảo đảm cho quý vị, đây là khẩu qua, không bị giữ nước, không bị mục xương, đảm bảo cho quý vị hạ đường rất là tốt luôn. Đặc biệt là quý vị ăn uống đàng hoàng, ăn uống bình thường, không có kén ăn ngủ được, chắc chắn với quý vị 100%. Đây là thuốc của bà nội Quốc Thành đã sử dụng nha quý vị nha. Đây thì có nó hai loại, đây một á là khẩu qua, hai là loại thuốc tán. Thuốc tán này uống y gan vậy luôn quý vị, hạ đường. Nhưng mà nếu bà con đang bị đường nặng thì bà con cứ mua về uống chung với thuốc Tây, nhưng mà hạ liều thuốc Tây lại là cách một tiếng đồng hồ, uống trong vòng 3 ngày thì bỏ thuốc Tây luôn. Thuốc nào cũng vậy hết nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là thuốc đường của nhà Quốc Thành. Dạ kính thưa quý vị, thì tiếp theo đây là ba sản phẩm có cùng một công ty. Thì đây là thuốc giảm tĩnh mạch và hạ huyết áp cũng như là sẵn thẳng quý vị. Thì Quốc Thành sẽ giới thiệu từ thuốc giãn tĩnh mạch cho quý vị xem. Giãn tĩnh mạch này là chuyên trị về những cái căn bệnh mà tĩnh mạch của mình đó nó không đều đó quý vị, thì nó sẽ là hòa quyết lại quý vị, hòa quyết cho cái tĩnh mạch của mình nó bị nhức tê này kia, đều giống như là bị giật điện ở giò đó quý vị. Cái này nó sẽ giúp cho quý vị là không còn giống như là bị tĩnh mạch ở giò nữa, giảm tĩnh mạch là giảm cơ sơ là của quý vị lại, cơ sơ tĩnh mạch đó quý vị. Thì cặp thuốc này đó, phần thuốc này đó là của Việt Nam ha quý vị ha. Có những cái phần hướng dẫn trong đây hết, thì 50 viên quý vị uống trong vòng 25 ngày, 1 tháng trời, thì quý vị sẽ có được cái kết quả mà mình mong muốn là không còn giảm tĩnh mạch nữa. Đây là tĩnh mạch. Nếu bà con ai mà có bị tĩnh mạch thì sẽ biết được là tĩnh mạch là như thế nào và bị ra sao. Ở đây nè quý vị xem kỹ nha. Tĩnh mạch là giống như là những cái đường mà găng tiết trên cơ thể mình đó mà nó bị co giật đó quý vị, đó gọi là giảm tĩnh mạch đó quý vị. Đó là giảm tĩnh mạch. Còn thứ hai đó là hạ huyết áp. Hạ huyết áp này đó là chuyên trị về những cái căn bệnh đó, là giống như là lên huyết áp cao, giúp mình bình can lại, lợi tiểu, không có còn là say sẩm mặt mày, ù tai nữa quý vị. Ù tai qua mắt, say sẩm mặt mày nè là không còn nữa. Quý vị mà đang huyết áp bị cao lên nhất sáng đó, thường thường đó là cao lên lắm, quý vị uống cứ uống vô, trước khi ăn uống vô một viên. Giấc chiều chắc chưa quý vị thấy mà không ổn trong người nữa thì uống một viên nữa, chắc chắn quý vị lượng huyết áp quý vị sẽ bình thường như người ta mà ăn uống điều độ luôn quý vị. Dạ đó là thuốc hạ huyết áp nha quý vị. Dạ tiếp theo đây đó là thuốc sạn thận. Sạn thận này như thế nào? Sạn thận này đó là chuyên trị về những căn bệnh là sạn thận trong trong thận, rồi sạn trong thận, rồi khó tiểu, rồi tiểu nước vàng nhiều, tiểu gas, tiểu đêm nhiều. Chỉ vì những cái kinh sạn thận đó quý vị. Còn nhu cầu này kia đó mà khó khăn đó thì đây là sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe chúng ta luôn.
thuốc này đó, thì khi mà mình uống thuốc thì mình nhớ là uống nước nhiều nha quý vị, uống nước nhiều vô. Thường thường bà con cô bác đó thì là xem nhẹ cái chuyện mà uống nước lọc lắm quý vị uống trà xanh hoặc là ô long này kia thôi, nhưng mà quý vị không biết được cái lợi của uống nước lọc là nó hay như thế nào đâu quý vị. Nó sẽ giúp cho mình lợi tiểu nè, cũng như là mình sẽ không có bị thặn nữa quý vị. Thuốc này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là vừa mình vừa uống nước nhiều và mình vừa uống thuốc vô, nó sẽ là không còn sạn thận trong cái thận của ta nữa. Những bà con cô bác đó mà bây giờ còn dùng bia rượu đó thì Quốc Thành thấy thì nên là hạn chế đó quý vị à. Hạn chế dùng bia rượu lại ha. Đây, đây là nó sẽ dùng cho nó sẽ giúp cho những bà con mà không dùng bia rượu nữa là giảm những cái sạn trong cái thận của chúng ta là mất đi luôn. Miêu mòn từ từ luôn quý vị. Đó là thuốc thận nha quý vị. Đây, để Quốc Thành để qua bên. Thì đó là ba sản phẩm chung một công ty. Thì Quốc Thành sẽ xin giới thiệu thêm một loại sản phẩm mà ở đây Quốc Thành vừa mới đem về cho bà con. Đây, đây là thuốc diêm son uống. Thuốc diêm son này đó là chuyên trị về như thế nào? Là bà con đó là có, ở đây có thuốc nhỏ nhỏ mũi nè, và dầu nè quý vị ha. Thì Quốc Thành ở đây đó là đi chung với combo này luôn nha quý vị. Combo này luôn là tổng cộng chỉ có 200 thôi quý vị. Mà mình dùng được á, là cho là vừa uống nè, vừa sức nè, rồi vừa nhổ được luôn. Diêm son cỡ nào cũng hết luôn quý vị. Thời tiết bây giờ nó thay đổi thất thường lắm, không có nói được. Lúc nắng, lúc mưa, rồi lúc trời âm u này kia, thì thường thường những người bị diêm son sẽ những cái trời âm u đó là sẽ nhức lỗ mũi nè, là sẽ bị khó chịu, nhức đầu, cũng như là bị khò khè. Thì thuốc này nó sẽ giúp cho bà con bình thường là những cái chuyện đó, là không còn bị diêm son nữa, không còn bị nhức đầu khơ nữa quý vị. Đây, đây là thuốc chị diêm son uống quý vị ha. Đây quý vị, chung đi, nó đi chung với một cái gọi là cái combo dầu luôn ha quý vị ha. Combo dầu và đây quý vị, đó như thế này ha quý vị. Đây quý vị, như thế này thì bà con sẽ không còn lo về diêm son nữa nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây, không lo diêm son nữa, là có một cái combo này sẽ không lo diêm son nữa quý vị. Thì cái thời tiết này đó thì Quốc Thành thấy đó, bà con bây giờ bị ho rất là nhiều. Cái sản phẩm này đó là chỉ về chuyên về ho ha quý vị ha. Đây, chuyên về ho. Ho này đó là ho cỡ nào cũng được hết, ho ga đàm, có đạp trong cổ, có người bị ho ga máu luôn quý vị, mà chị cũng đẳng được luôn nha quý vị nha. Ở đây đó là nó để là nè, ho xỉn nè, ho đàm, ho gió, ho hàn, viêm khí quản nè, cấp tích nè, cấp tính nè, rồi mãn tính nè quý vị. Cách dùng là mỗi ngày mình uống 2 viên một lần. Mình uống một ngày là 2 lần, giấc sáng một lần, giấc chiều một lần dùm cho Quốc Thành ha. Uống bảo đảm quý vị là quý vị ho gà quý vị cũng hết nữa, ho lao quý vị cũng hết luôn quý vị. Ở đây là có để vậy hết quý vị. Bà con dạo này mua thuốc này uống rất là nhiều nha quý vị nha. Đây là sản phẩm từ Hồng Kông. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị, thì quý vị biết đó, ở đây Quốc Thành có cho những sấm giảng thi văn giáo lý. Đây là quyển 6 là tôn chỉ hành đạo, là giúp bà con cô bác là học Phật tu nhân, là giúp cho bà con là hiểu được cái bài cúng của bên Phật giáo Hòa Hảo và thực hiện theo, cũng như là cách ăn ở của lúc mà mình còn tại thế này. Đây quý vị, đây là học Phật tu nhân đó quý vị, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nha quý vị ha, quyển 6. Còn đây là thi văn giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Đây Quốc Thành ở đây, những sản phẩm mà của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, bên Quốc Thành không có lấy tiền ai đồng bạc nào hết. Nếu quý vị mà có thương Quốc Thành, thương đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì quý vị có thể là trả tiền ship dùm cho Quốc Thành nữa ha, là 30.000. Đây là thi văn giáo lý toàn bộ. Đây quý vị, ở đây là Quốc Thành có đầy đủ hết nha. Quốc Thành sẽ đi sơ sơ cho quý vị xem về những cái thi văn, những cái sấm giảng này kia cho quý vị thôi. Chứ những cái cuốn giống như là Sư Dạy Bóng Phai, Ông Ba Thớ này kia thì ở đây Quốc Thành đều có nha quý vị nha. Cũng như là ở đây đó thì Quốc Thành có cho Trần Điều Cửu Quyền, cho Tam Bảo, cho Hình Thầy theo yêu cầu. Nếu mà yêu cầu thì nếu mà yêu cầu theo kích cỡ đó thì Quốc Thành xin quý vị hãy trả tiền ship cho Quốc Thành, và có thể là gỡ cho cái người mà là mình đặt theo yêu cầu đó vài trăm ngàn, để cho bà con có thể có cái số tiền đó đặng bà con dùng cho cái mục đích khác, để giống như là mình thêm tiền vô đặng mình mua những cái phần này nè quý vị, đặng mình cho bà con khác nữa. Còn nếu mà bà con mà lấy như là ở đây Quốc Thành có, thì Quốc Thành sẽ là không cần gì hết, chỉ cần bà con trả tiền ship cho Quốc Thành thôi, Quốc Thành sẽ gửi tới nhà cho bà con
cho bà con đang cần và đang dùng. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây là hình củ quyền. Sau lưng Quốc Thành đây là Tam Bảo. Quốc Thành có hình thầy cũng như là những cái hình hình thầy đứng nè, hình sơ mi nè, rồi hình thầy ngồi tọa sen nè quý vị. Quốc Thành ở đây đều có nha. Thành gỡ phi cho quý vị nha. Thì cuối cùng cuối video thì Quốc Thành xin nhắc lại với quý vị một điều rất là quan trọng. Đó là ở đây Quốc Thành có cho quý vị những sản phẩm giống như là mê phát giảng, máy niệm Phật, cũng như là cho quý vị miễn phí ha quý vị ha, quý vị chỉ cần trả tiền ship thôi. Rồi cho cả là thuốc của tỷ cơ luôn nha quý vị nha. Đây là thuốc tỷ cơ nha quý vị. Đây thuốc tỷ cơ ở đây Quốc Thành có và cho quý vị luôn. Tỷ cơ đã gửi cho Quốc Thành. Và một điều cuối cùng thì Quốc Thành xin nhắc quý vị, ở đây Quốc Thành là có bán riêng một combo. Combo Quốc Thành là gồm có 2 chai nhỏ mắt, 2 chai nhỏ mũi và 3 dầu, 1 chai bóp và 1 hũ ngứa. Cũng như là nếu ai có bị đau bao tử thì Quốc Thành sẽ gửi thêm 1 bịch đau bao tử cho quý vị nha quý vị. Thì bà con nào mà biết chữ thì Quốc Thành để số điện thoại trên màn hình thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi tới tận nhà. Còn nếu mà bà con không biết chữ thì Quốc Thành sẽ đọc ra cho quý vị nghe số điện thoại Quốc Thành liền bây giờ. Đó là 0333304424. Đó là số điện thoại của Quốc Thành. Bà con cứ nếu mà muốn dùng thì cứ gọi điện thẳng cho Quốc Thành. Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị. Nếu bà con nào có coi video rồi thì đỡ. Nếu bà con chưa coi thì Quốc Thành sẽ giới thiệu cho quý vị, tận tình cho quý vị và hỗ trợ quý vị 24/24. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.